Đức Giáo Hoàng sẽ từ giã giáo dân vào ngày 27 tháng 2, tính từ hôm. Một phát ngôn viên của Tòa Thánh Vatican cho biết, Đức Giáo Hoàng Benedict XVI sẽ từ giã giáo dân Công giáo vào ngày 27 tháng 2, một ngày trước khi ngài chính thức thoái vị. Phát ngôn viên của Điện Vatican, Linh mục Federico Lombardi, đã nói với các nhà báo hôm nay rằng, Đức Giáo Hoàng sẽ gặp gỡ giáo dân lần cuối cùng trong cương vị hiện tại vào ngày 27 tháng 2 tại quảng trường Thánh Phaolô. Tòa Thánh Vatican cho biết, một vị giáo hoàng mới sẽ được bầu lên trước lễ phục sinh, tức là ngày 31 tháng 3 năm nay. Đức Giáo Hoàng Benedict đã gây chấn động trên khắp thế giới khi ngài bất ngờ loan báo sẽ thoái nhiệm ngày hôm qua. Giới lãnh đạo giáo hội sẽ bầu vị giáo hoàng mới trong một buổi họp kín của các vị hồng y sau khi Đức Giáo Hoàng chính thức từ nhiệm. Đức Giáo Hoàng Benedict, một công dân người Đức từng được biết đến dưới danh hiệu Đức Hồng Y Joseph Hasinger, nói ngài sẽ thoái vị vào ngày 28 tháng 2 vì lý do tuổi cao sức yếu. Ngài gặp khó khăn trong việc chu toàn các trách nhiệm của mình. Hôm qua, Tòa Thánh Vatican lần đầu tiên thừa nhận công khai rằng Đức Giáo Hoàng Benedict XVI, năm nay 85 tuổi, đang mang máy trợ tim trong người. Linh mục Lombardi cho biết, Đức Giáo Hoàng đã mang máy trợ tim một thời gian khá lâu và một bộ pin mới đã được lắp cách đây 3 tháng. Đức Giáo Hoàng Benedict sẽ là vị giáo hoàng đầu tiên thoái nhiệm từ năm 1415, khi Đức Giáo Hoàng Gregory từ nhiệm để giải quyết những tranh chấp quyền lãnh đạo trong một giáo hội, giờ đây có đến 1.2 tỷ giáo dân trên khắp thế giới. Tình trạng sức khỏe của Đức Giáo Hoàng đã suy yếu rõ rệt trong 8 năm ngài lãnh đạo giáo hội Công giáo La Mã, một trong các nhiệm kỳ giáo hoàng ngắn ngủi nhất trong lịch sử hiện đại. Chương trình du hành của Đức Giáo Hoàng có thể làm cho ngài mất sức, và bảo huynh của ngài là Đức ông George Hasinger trước đó đã nói với các nhà báo rằng Đức Giáo Hoàng đã được bác sĩ điều trị khuyến cáo chớ nên thực hiện các cuộc hành trình xuyên đại tây dương nữa. Nhiệm kỳ lãnh đạo của Đức Giáo Hoàng Benedict XVI đã bị lu mờ vì vụ tai tiếng về các vụ xâm hại tình dục trẻ em đã khởi sự lâu trước khi ngài lên ngôi giáo hoàng. Vụ tai tiếng này chỉ được đào sâu hơn giữa lúc ngày càng phát hiện thêm nhiều trường hợp các linh mục xâm hại tình dục trẻ em, đặc biệt là tại Hoa Kỳ và Ái Nhĩ Lan. Vào hồi năm ngoái, Đức Giáo Hoàng phải đối mặt với một vụ tai tiếng khác khi người quản gia của ngài bị phát hiện đánh cắp các tài liệu mật, tố cáo nạn tham nhũng trong các giao dịch thương mại của Tòa Thánh Vatican. Đức Giáo Hoàng Benedict XVI cũng bị chỉ trích là quá cứng rắn liên quan đến những giáo điều của Giáo hội Công giáo.